vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh tập 29 người giảng lão hòa thượng tịnh không xin mời mở kinh văn tờ thứ ba xem ở hàng sau cùng nhập Phật Pháp Tạng cứu cánh bỉ ngạn nguyện ư vô lượng thế giới thành đặng chánh giác câu kinh văn này là tán thán các chúng bồ tát thành tựu cứu cánh viên mãn trước tiên chúng ta phải lý giải Phật Pháp Tạng là gì? Thông thường cách nói này là trí tuệ đức năng vốn đủ trong tự tánh. Đó gọi là Phật Pháp Tạng. Phật là Phật tánh phật tánh chính là chân tánh của chính mỗi một người chúng ta nhà phật thường nói chân tâm bổn tánh của tất cả chúng sanh thì gọi là phật tánh chúng sanh phạm vi của hai cái chữ này rất rộng bổn ý của nó là nói chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi ra hiện tượng phạm vi ở trong đó thì vô cùng rộng lớn tất cả động vật là do chúng duyên hòa hợp mà sanh trên phật kinh thường hay lấy con người chúng ta làm thí dụ con người là do bốn đại năm uẩn hòa hợp mà hiện khởi ra. Bốn đại là nói sắc pháp. Sắc uẩn ở trong năm uẩn hiện tại chúng ta gọi là vật chất. Thọ tưởng hành thức. Bốn loại này chính là nói tinh thần. Phàm hệ là một động vật. Đều là bốn đại năm uẩn mà sanh khởi ra hiện tượng ngoài động vật ra còn có thực vật còn có khoáng vật trong thực vật khoáng vật chính là trong năm uẩn không có bốn quận sao sắc uẩn phía trước đó đầy đủ cho nên bốn đại nó đầy đủ bốn đại cũng là chúng duyên hòa hợp mà hiện khởi cho nên ý nghĩa của chúng sanh thì rất là rộng lớn chân tánh của tất cả chúng sanh thực tế mà nói là một tánh một cái tánh biến thành ra rất nhiều hiện tượng phật ở ngay chỗ này đã phân tách một cách rất đơn giản cho chúng ta. Nói động vật, cái tự tánh này thì gọi là Phật tánh. Nói thực vật, khoáng vật cũng chính là ngoài động vật ra, bao gồm hiện tượng tự nhiên. Những tự tánh này thì gọi đó là Pháp tánh. Các vị phải nên biết, Pháp tánh bao gồm Phật tánh. Phật tánh không bao gồm Pháp tánh việc này chúng ta phải tường tận phật tánh cũng tốt pháp tánh cũng tốt đều là ngay chỗ này nói phật phật pháp tạng là trí tuệ đức năng vốn đủ trong tự tánh ở thực vật cùng khoáng vật có đức năng không có trí tuệ ở động vật hữu tình chúng sanh có trí tuệ có đức năng chúng sanh vô tình có đức năng không có trí tuệ khác biệt ở ngay chỗ này tất cả chúng sanh phàm hệ có phật tánh đều sẽ thành phật đều phải nên làm phật hữu tình chúng sanh thành phật xin nói với các vị chúng sanh vô tình liền theo đó mà chuyển y báo tùy theo chánh báo mà chuyển cho nên trên kinh hoa nghiêm mới nói tình dữ vô tình đồng viên chủng trí chính là cái đạo lý này chúng sanh vô tình tự đó không thể chuyển cần phải khi chúng sanh hữu tình trí tuệ viên mãn thì chúng sanh vô tình liên đới chuyển đạo lý này là như vậy đó là lý lẽ y báo tùy theo chánh báo mà chuyển nhập là khế nhập cũng là chúng ta gọi là chứng đắc trí tuệ đức năng vốn đủ trong tự tánh thầy đều hiện bày ra hiện lộ ra thấy đều có thể dùng được. Đó gọi là nhập. Ở trong Pháp Đại Thừa, người thế nào Phật Pháp Tạng hiển lộ ra, cũng chính là nói người nào vào được bảo tàng, trí tuệ, đức năng của tự tánh. Chư Phật Như Lai các ngày vào được, các ngày đạt được. Thực tế mà nói, đạt là rất miễn cưỡng. Làm gì có chuyện đạt hay không đạt, tự tánh vốn đủ cho nên trên hội Lãng nghiêm nói viên mãn bồ đề quy vô sợ đắc. Vì sao vô sở đắc là vì bạn vốn có. Nếu vốn không có, hiện tại bạn có được thì mới gọi là đắc, vốn đã sẵn có, hiện tại gọi là hồi phục không thể nói đắt thực tế mà nói không có được mất hiện tại chúng ta bản năng trí tuệ tự tánh chưa hiện tiền không hiển lộ ra chúng ta trải qua đời sống rất khổ cực ngày tháng rất lao nhọc chính là trí tuệ đức năng trong tự tánh không thể hiện tiền chúng ta chưa vào phật pháp tạng nguyên nhân chính ngay chỗ này sự việc này nói ra thì rất dễ khi làm thì thật khó mức độ thấp nhất phải đoạn dứt kiến tư phiền não trần sa phiền não cũng đoạn 41 phẩm vô minh chí ít cũng phải phá một phẩm mới có thể vào phật pháp tạng phật pháp tạng hay nói cách khác chính là chân tâm bổn tánh trong thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh chính là cái ý này minh tâm kiến tánh chính là vào phật pháp tạng có thể vào phật pháp tạng chính là trên kinh hoa nghiêm gọi là pháp thân đại sĩ đó không phải là người thông thường pháp thân đại sĩ thì thành phật rồi tuy nhiên thành tựu của họ vẫn chưa được viên mãn chỉ là phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân họ liền có năng lực ở tận hư không khắp pháp giới độ hóa chúng sanh như trong phổ môn phẩm đã nói đáng dùng thân gì để độ ngài liền hiện ra thân đó để độ đáng dùng thân phật để độ ngài liền có thể thị hiện tám tướng thành đạo cho nên các vị phải nên biết thị hiện tám tướng thành đạo tuyệt nhiên không đại biểu ngài đã chứng được phật quả cứu cánh chiên mãn không đại biểu cho việc này thế nhưng ngài quyết định chứng được phần chứng Phật quả. Đó là nhất định. Ngày có năng lực thị hiện. Do đó chúng ta ở trong viên giáo xem thấy được từ sơ trụ trở lên thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa tổng cộng có 41 ngôi thứ bao gồm đẳng giác đều gọi là phần chứng dị không phải viên mãn cho nên câu này vào phật pháp tạng là phần chứng dị 41 vị pháp thân đại sĩ câu phía sau là cứu cánh bị ngạn thêm vào cứu cánh là viên mãn câu này là diệu giác dị từ phần chứng dị đến diệu giác dị chủ này nói những gì Bồ Tát đây. Đó là Bồ Tát Thế Giới Tây Phương Cực Lạc. Các ngài có cái năng lực này. Ngày đây chúng ta phải làm thế nào để học tập Người niệm Phật cần phải biết ở trong tình độ tông gọi là Phật Pháp Tạng lại là một cách nói. Cách nói tuy là không như nhau, nghĩa thú không hề khác nhau. Phật Pháp Tạng chính là Di Đà dựa vào nguyện hải pháp tạng tự tánh viên bản chúng ta mỗi niệm cầu sanh tây phương tịnh độ mỗi niệm mong cầu tham gia liên trì hải hội của phật a di đà chúng ta có thể tham gia liên trì hải hội chính là vào phật pháp tạng đó là cách nói của tịnh độ tông chúng ta thấy được di đà người xưa nói nếu thấy được di đà lo gì không khai ngộ cái khai ngộ đó chính là minh tâm kiến tánh kiến tánh thành phật của thiền tông do đây có thể biết thế phật cũng đồng giới đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh của thiền tông thế nhưng trong tông môn dùng phương pháp tham cứu để đạt đến cảnh giới này khó rất khó ở vào thời đại này gần như đã không còn thấy lão pháp sư đàm hư so với thời đại của chúng ta phải sớm hơn nửa thế kỷ Đại sư ngài thường hay khai đạo cho hậu học. Ngài nói: "Chính mình gây trong một đời. Thấy qua thiện tri thức, người xuất gia, người tại gia tu hành rất nhiều." Ngài nói Ngài thấy qua người được định Tu thiền được thiện định Cũng thường hay nghe được Một người nào đó được thiền định Thí dụ Lão Hòa Thượng Hư Dân của Thiền Tông Việc này các vị đều biết lão hòa thượng hư dân được thiền định có khai ngộ hay không chúng ta không biết đại sư đàm hư đói chưa ngay trong một đời của ngài một người khai ngộ cũng chưa thấy qua cũng không hề nghe nói qua vậy thì vào thời đại đó của đại sư đàm hư lão hòa thượng hư dân còn tại thế có thể thấy được lão hòa thượng hư dân cũng bao gồm trong đó Đàm Lão khẳng định Ngài được thiền định Không thể khẳng định Ngài khai ngộ Được thiền định thì không dễ rồi Được thiền định Nếu chính mình không phát nguyện Tương lai nhất định sinh trời tứ thiện Địa gì đó rất cao Phước báo rất là lớn Chúng ta biết Lão Hòa Thượng Hư Dân phát nguyện thân cận Bồ Tát Di Lặc ngài đích thực sẽ đến đâu xuất đồ diện việc này một chút cũng không giả thân cận Bồ Tát Di Lặc vì người niệm Phật chúng ta nhất định phải hiểu được Thèn chốt, tu học, niệm Phật thành Phật thẳng tắc ổn định mau chóng đáng tin cứu cánh bỉ ngạn chúng ta chính là vận dụng pháp môn niệm phật niệm phật là nhân thành phật là quả hai câu này chúng ta liền có phương pháp làm được Sau khi sinh đến Thế giới tây phương cực lạc hoàn nguyện của họ Phát ra Ở trong nhân địa Đều có thể thực hiện Trong tứ hoàng thầy nguyện Chúng sanh vô biên thầy nguyện độ Cho nên sinh đến Thế giới tây phương cực lạc Cho dù là hạ hạ phẩm giảng sanh. Họ hoàn nguyện quản độ tất cả chúng sanh đều có thể thực hiện được. Không giống như nơi đây của chúng ta. Nguyện của chúng ta đã phát rồi mà không làm được. Nên gọi là tâm có thừa mà sức không đủ. Đó là ở cái thế gian này của chúng ta. Thế giới Tây Phương Cực Lạc thì không như vậy. Tuy là người phàm thánh đầu cư hạ hạ phẩm giảng sanh phiền não tập khí một phẩm cũng chưa đoạn họ có thể đến tận hư không khắp pháp giới cúng dường chư phật độ hóa chúng sanh dựa vào cái gì nhờ vào gia trì của bổ nguyện 48 nguyện của Phật A Di Đà. Cái điểm này chúng ta không thể không biết. Sau đó mới biết được pháp môn Tịnh độ thù thắng không gì bằng. Thế xuất thế gian bất cứ một pháp môn nào đều không thể so sánh với nó ngay trong một đời này của chúng ta có duyên gặp được không phải là ngẫu nhiên không phải là việc trùng hợp như vậy trong kinh phật đối với chúng ta thiện căn phước đức nhân duyên từ trong vô lượng kiếp ngay đời này mới gặp được sau khi gặp được rồi cả đời này chúng ta có thể thành tựu hay không giống như trên kinh phật đã nói người gặp được cũng có thể phân làm bốn loại căn tánh không như nhau người thượng căn nghe rồi liền tin tưởng tin rồi họ liền phát nguyện họ liền chăm chỉ nỗ lực tu hành y giáo phụng hành ngay trong đời này quyết định được sanh đó là người thượng thượng căn thứ kế một bậc không thể tự động tự phát rất dễ dàng lười biếng giải đãi cần phải có người khích lệ cần phải có thiện tri thức đề cử họ làm được họ chỉ cần được người khích lệ họ cũng có thể phấn chấn đoạn ác tu thiện niệm phật cầu sanh vậy thì không vấn đề gì cũng có thể giảng sanh loại người căn tánh thứ ba thì kém một chút phải thiện tri thức cần lao khẩn thiết khuyên bảo hết lời họ mới hội đầu tương đối không dễ cho nên chúng sanh diêm phù đề can cường khó độ thế nhưng phật bồ tát thì hiện ở thế gian này có khó hơn các ngài cũng không sợ họ có trí tuệ có phương tiện khéo léo hết lời khuyên can để dạy bảo chúng ta thời gian lâu dần bạn ở trong xã hội bị nhiều thiệt thòi chịu nhiều lỗ lã gặp rất nhiều chướng ngại thì mới chịu quay đầu lại cũng có thể thành tựu hàng thứ tư tuy là gặp được tri kiến bất chánh chư phật bồ tát đến khuyên bảo họ cũng không thể quay đầu loại này chúng ta xem thấy rất nhiều ở trong phật pháp sau khi học được vài năm thì đi học ngoại đạo phật bồ tát đến giáo hóa họ Họ cũng không thể quay đầu Đó là Tập khí Phiền não Nghiệp chướng Của chính họ Quá nặng Bên ngoài gặp phải ác duyên Trong ác duyên Cũng không ngoài Danh vọng lời dưỡng bên ngoài bị mê hoặc của danh vọng lợi dưỡng bên trong có tham sân si mạng nội ngoại vừa kết hợp thì bỏ đạo mà đi thì liền đi mất đó là việc vô cùng đáng tiếc phật không bỏ rơi họ phật vẫn là đợi họ quay đầu ngay đời này họ cũng không thể quay đầu thì chờ đợi đời sau vậy đời sau không quay đầu thì đợi đời sau nữa thành thật mà nói chúng ta không nên cười nhạo người khác chúng ta bản thân mình chính là loại người đó chúng ta không phải ngày nay mới niệm a di đà phật không phải đời này mới tu tịnh độ ngay trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp, không biết có bao nhiêu lần gặp được pháp môn này. Vẫn không phải người ta vừa mê hoặc, thì chúng ta liền chạy đi rồi. Cho đến hiện tại, vẫn ở nơi đây mà từ từ tu tập. Hy vọng ngay đời này, thông minh một chút, không còn chạy trong nữa. Ngay trong đời này, chúng ta liền thành tựu. Cái điểm này giáo học của người xưa phương thức này của các ngài khéo léo cũng chính là ngăn ngừa rất chu đáo đó là sư thừa mà thế xúc thế gian pháp chúng ta đã nói sư thừa chúng ta lại một người làm thầy chúng ta theo một vị thầy này học theo chắc một vị thầy này. Ta theo thầy học thì phải nghe lời của thầy dạy. Ngoài thầy ra, người khác đến dạy cho ta nếu ta nghe họ đi theo họ. Vậy thì không phải theo thầy giáo này học. Việc này, người thế gia gọi là khinh sư phản đạo. Cho nên thời trước thì giáo kèm thuốc học trò Trừ phi Cùng học với một mình thầy ra Bất cứ thiện tri thức nào khác Giảng kinh nói Pháp Đều không được nghe Việc ngăn cấm này tốt Học trò không đến nỗi dược quy vì sao vậy? Học trò khi mới học Trí tuệ chưa khai mở Thế Pháp, Phật Pháp Thứ nào là thật, thứ nào là giả Thứ nào là tà chánh Thứ nào là thiện ác, phải quấy Thậm chí đến lợi hại Người sơ học không có trí tuệ, không thể phân biệt Không cần nói chân vọng tà chánh bạn không có năng lực phân biệt nói được rõ ràng hơn lợi hại trước mắt đều không thể phân được rõ ràng thứ nào có lợi ích đối với bạn thứ nào có hại đối với bạn bạn đều không biết cho nên làm học trò có điều kiện để làm học trò làm thầy giáo có bổn phận của thầy giáo. Điều kiện của học trò nhất định phải phục tùng đối với thầy giáo, tôn sư trọng đạo. Chúng ta theo một vị thầy giáo này thì nhất định phải nghe lời dạy của thầy. Tôi ở vào thời đại mạt Pháp. Đại khái nói đến sư thừa Có lẽ tôi là người sau cùng Từ tôi về sau có thể là không còn nữa Tôi cả đời này cầu học Điều là một thầy giáo chỉ dạy Trước khi chưa học Phật Pháp Tôi học triết học tôi theo một mình tiên sinh phương đông mỹ cho nên thứ tôi học được rất thuận không tạp có thể chuyên tâm rất ít thời gian thì có thể nhận được hiệu quả chân thật gọi là làm chơi ăn thiệt nhưng được cái hiệu quả này tôi học phật thân cận với đại sư chương gia một thầy giáo ngày dạy tôi ba năm cho nên ngay trong quá trình cầu học của tôi một chút khó khăn nào cũng không có không phức tạp một thầy giáo dạy một môn học một môn thâm nhập trường kỳ huân tu đại sư chân gia viên tịch lại qua đi một năm tôi quen biết với lão cư sĩ lý bình nam tôi theo ngày mười năm Ngài răng dạy cho tôi Chính là nói với tôi Chỉ nghe một bình ông Ngoài một bình ông ra Bất cứ người nào nói Pháp Cũng đều không được nghe Tôi tuân thủ Nếu như nói Bạn thân cận một vị thầy giáo Người khác dẫn kinh nói Pháp Hoặc giả người khác giảng khai thị cho bạn, khuyên dạy cho bạn, bạn thấy đều nghe hết, tâm của bạn nhất định tán loạn, nhất định không ổn định, có thể tâm bạn liền bị biến đổi, bạn liền đi với người khác. nhưng duyên thù thắng không gì bằng của chính mình bạn đã bị lỡ qua, đã bị chuột mất rồi. không chỉ người khác nói chuyện không được nghe sách mà chưa được sự đồng ý của thầy cũng không được xem cho nên các vị đồng tu phải nên biết sau khi học phật rất ít xem sách bởi vì đều phải được sự đồng ý của thầy sách tôi đọc thì không ít đó là trước khi học phật trước khi chưa tiếp xúc phật pháp tôi ưa thích đọc sách thứ tôi xem qua rất nhiều thế nhưng sau khi học phật liền dâng theo lời dạy của thầy không chỉ sách của thế gian tôi toàn bộ bỏ đi thầy đều không xem ngay đến kinh điển của phật giáo tôi lướt qua cũng không nhiều thế nhưng thông thường khi người ta nhắc đến tôi cũng đều có thể hiểu được vĩnh viễn giữ gìn tâm địa thanh tịnh tâm thanh tịnh sanh trí tuệ tôi được ân đức giáo huấn của thầy rất to lớn tâm tôi mỗi niệm báo ân đối với thầy mạnh hơn rất nhiều lần so với người khác tôi cũng chân thật được lợi ích đó là tôi thật biết nghe lời chân thật hợp tác với thầy thầy toàn tâm toàn lực dạy cho chúng ta chúng ta cần phải hợp tác với thầy phải hoàn toàn phối hợp với thầy mới có thể có được lợi ích chân thật của giáo học cái đạo lý này không thể không hiểu thành tựu của thế xuất thế gian pháp có người thành tựu kiệt xuất bạn chính mình đi tìm hiểu xem nhất định là tuân thủ giáo huấn của thầy giáo họ mới có được thành tựu thành tựu của họ mới chắc thực gốc rễ bám sâu sau đó thì cành lá mới có thể được xung xuê gốc của bạn bám được không sâu thì làm sao được học tập không luận thời đại thay đổi như thế nào tôi tin tưởng nguyên lý nguyên tắc học tập vĩnh viễn sẽ không thay đổi thế nhưng thời đại hiện tại không giống như thời xưa ngày xưa khi chúng ta làm con cái bị ràng buộc của cha mẹ nhất định không dám phản kháng đi học ở trường học nhận sự giáo huấn của thầy cũng không dám phản kháng ý của thầy từ nhỏ đã tập thành thói quen giữ quy củ hiện đại gọi là dân chủ mở rộng đề xướng là tự do phóng túng Cho nên hiện tại, con cái không nghe lời của cha mẹ. Con cái ngày ngày xem truyền hình, ngày ngày chơi vi tính, thứ biết được quá nhiều. Ngược lại còn nói cha mẹ, việc đầy mẹ làm sai, việc kia cha làm không đúng. Học sinh tiểu học, ở đài bắc tôi gặp một thầy giáo cũng là người học phật ông làm giáo viên ở trung học con cái của ông thường hay về nhà dạy ông ông đến nói với tôi không nghe chúng hiểu được rất nhiều học trò không nghe thầy giáo dạy bảo thì xã hội làm sao có thể được an định hòa bình loại thói quen này nếu như tiếp tục phát triển xã hội tương lai là thế giới đại loạn không phải đại trị mà là đại loạn ai phá hoại xã hội ai tạo ra những động loạn này để cho tất cả chúng sanh chịu những đại khổ đại nạn xin nói với các vị Ma dương thứ nhất chính là truyền hình Các chị có biết không? Truyền hình di tính Là đại ma dương hủy diệt thế giới Lời nói này Không phải tôi nói Tôi nghe thầy tôi nói Tiên sinh Đông Phương Mỹ nói Lão Sư Phương rất là cảm khái đã từng có người đến hỏi ông vừa lúc hôm đó tôi cũng có mặt ở nhà thầy ở bên cạnh nghe được có người hỏi với ông nước mỹ ngày nay là một nước mạnh nhất trên toàn thế giới đương nhiên nước mạnh cũng sẽ bị diệt vong la mã cũng đã bị diệt vong ngày trước âu châu quốc gia mạnh nhất cũng sẽ bị diệt vong. Nước Mỹ tuy là mạnh, tương lai cũng sẽ bị diệt vong. Họ tình giáo với thầy Phương, nước Mỹ tương lai nếu là bị diệt vong, cái nhân tố thứ nhất là gì? Thầy Phương trả lời là truyền hình. Nước Mỹ không phải bị diệt do bên ngoài. Có ai có thể đối đầu với họ? Không phải. Truyền hình làm cho thanh niên trẻ nhỏ của họ toàn bộ thấy đều bị quỷ diệt. chúng ngày ngày xem thấy tiếp xúc được đều là mặt không tốt những nội dung diễn trong truyền hình đều là sát đạo dâm vọng đều chỉ có những đề tài này gần đây nhất chúng ta xem thấy ở trên báo học trò của nước mỹ cầm súng ngắn giết thầy giáo giết bạn học chỉ cần có một việc đối đầu Vì sao học trò đối với học trò Súng thật, giao thật mang đến Cho nên không cần đánh giặc ở bên ngoài Chính trong đội bộ tự đánh nhau Ai dạy vậy? Truyền hình dạy Di tính dạy Có người nói với tôi Trong di tính có người dạy làm thuốc đổ Còn có người làm bom nguyên tử Tương lai Đại khái một học sinh cao trung liền có năng lực từ trong di tính cũng có thể chế tạo được bom nguyên tử. Bạn nói xem còn có thể được sao? Lời nói này của Phương Tương Sinh không sai. Cho nên tôi nói truyền hình di tính là Đại Ma Dương. Ma Dương này không có một người nào mà không yêu nó, không có người nào mà không ưa thích nó. Việc này phiền não to. cho nên chúng ta hiểu rõ những đạo lý này hiểu rõ chân tướng sự thật nhất định phải nên biết chính mình phải nỗ lực chăm chỉ mà tu học niệm phật di dân đến thế giới cực lạc thế giới này loạn chúng ta di dân đi đến nơi khác phải chuẩn bị sớm hơn nếu mà không đói e sợ đến không kịp Đến được thế giới Tây Phương cực lạc rồi Cũng giống như trên kinh này đã nói Hạ hạ phẩm giảng sanh Được oai thần bổ nguyện a di đà Phật gia trì Trí tuệ đức năng của bạn Cùng với Pháp thân đại sĩ Không hay không khác Việc này trên kinh nói rất hay Sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc Đều là Bồ Tát A Duy Diệt Trí Việc này thật không thể nghĩ bàn. Bồ Tát A Duy Việt Trí không phải thập trụ Bồ Tát. Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng đều không phải. Bồ Tát A Duy Việt Trí là thất địa trở lên. Nói rõ, hạ hạ phẩm giảng sanh, sanh đến thế giới tây phương cực lạc đích thực phiền não của chính chúng ta một phẩm cũng chưa đoạn. Thế nhưng đến thế giới thì phương cực lạc thần thông cùng đạo lực giống như Bồ Tát thất địa. Vậy thì còn gì bằng? Cho nên câu này thì có thể làm đến được. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, nguyện ư vô lượng thế giới thành đẳng chánh giác. Cái nguyện này là bổ nguyện, Bổ nguyện chính là Bạn đã từng phát ra Tứ hoàng thề nguyện Chúng sanh vô biên thề nguyện độ Chính là bạn đã từng phát qua Cái nguyện này Đến lúc cần thiết Tất cả chúng sanh Mong cầu Phật xuất hiện Ở cái thế gian này Giao hóa chúng sanh Bạn thấy duyên đã chín mùi rồi Đáng dùng thân Phật để độ Bạn liền có thể thị hiện thân Phật Để giúp chúng sanh Bạn liền có cái năng lực này Nguyện ở vô lượng thế giới Không phải ở một thế giới Vô lượng vô biên thế giới Thành đẳng chánh giác Đó là trong Tùy loại hóa thân Thù thắng nhất Hóa thân Phật Để hóa độ chúng sanh Hóa hiện thân Phật cũng đều có thể làm đến được vì các thân phận khác thân bồ tát thân thanh danh thân duyên giác thân sáu cõi vậy không cần phải nói thì đều có thể làm đến được cho nên câu nói này chính là đại biểu đại viên mãn ứng hóa hóa thân đến mọi nơi hiện thân ở mọi lúc tùy loại hóa thân, tùy cơ nói pháp. Giúp đỡ chúng sanh vô lượng thế giới. Câu kinh văn này, chúng ta cũng không thể xem thường lướt qua. Chính mình phải bình lặng, đem đó đọc qua nhiều lần. Xem thử bạn có thể thể hội được hay không? hiện tại chúng ta sống ở thế gian này không gian hoạt động của chúng ta nhỏ hẹp thật đáng thương chúng ta ở nơi khu vực này xem như đời sống của bạn được rất tự do rất tự tại mỗi ngày bạn ở bên ngoài vui chơi tham quan không gian của bạn không thể rời khỏi singapore cũng không thể ra khỏi cái đảo nhỏ này. Không gian hoạt động của bạn chỉ lớn được như vậy. Mỗi ngày đến thế giới du lịch, không tệ. Vì bạn cần phải có tiền của tương đối, về máy bay khá đắt. Ngày ngày đi du lịch, bạn còn cần phải có sức khỏe tốt sức khỏe không tốt cũng không được. Dốc hết sức, không gian hoạt động của bạn là địa cầu. Hiện tại vẫn chưa có cách nào đến các tinh cầu khác. Bạn nói xem, không gian hoạt động của chúng ta nhỏ hẹp như vậy. Bạn xem thấy kinh văn này. Vô lượng thế giới. Nếu là bạn sẽ đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, là không gian hoạt động của bạn là tận hư không khắp Pháp giới. Mười phương tất cả chư Phật cõi nước, bạn nghĩ đến nơi nào, thì người đã đến nơi đó. Không cần đến phương tiện giao thông, cũng không cần đến phi trường mua vé máy bay làm thủ tục, làm nhiều thủ tục phức tạp đến như vậy. Ở ngay nơi đây vừa mới khởi niệm thì thấy Phật, ở nơi đó thân thể đã ở ngay trước mặt Phật bạn nói xem từ tại dừng nào chúng ta phải thể hội cái ý này không gian hoạt động mở rộng vô lượng thế giới là không gian hoạt động của chúng ta nói không gian đương nhiên bao gồm cả thời gian thời gian là quá khứ hiện tại vị lai có thể trở về quá khứ cũng có thể đến tương lai. Mười phương ba đời là không gian hoạt động của chúng ta. Đó là thật, không phải giả. Đến thế giới Tây Phương cực lạc thì toàn bộ thấy đều thực hiện được. Xem kinh doanh phía sau. Đó là nêu ra nói cho chúng ta nghe. Nêu ra tùy loại hóa thân tùy cơ nói pháp nêu ra đáng dùng thân phật để độ họ liền có thể hiện thân phật đó là một thí dụ chúng ta từ nơi một thí dụ này liền có thể thể hội được ở bất cứ một thân phận nào đều có thể biến hiện tự tại. Cho nên, thần thông tự tại đạt đến viên mãn cùng tột. Mời xem kinh văn Đoạn sau giảng là Tám tướng thành đạo Xã đầu xuất Đó là tướng thứ nhất trong tám tướng Hạ sanh Như Thích Ca Mâu Ni Phật Thì hiện cho chúng ta Bồ Tát Bổ xứ Thông thường chúng ta gọi là Hậu Bổ Phật Hậu Bổ Phật ở nơi nào vậy? Ở đâu xuất nội diện? Vì sao họ không ở nơi khác? ở trong đó có ý nghĩa biểu pháp như ngày xưa thời đại của đế dương thái tử chính là hoàng đế hậu bổ họ ở nơi đâu vậy họ nhất định phải ở đông cung cũng có ý nghĩa biểu pháp Cho nên Phật khi còn làm Bồ Tát, Bổ Sứ đều ở cung trời đâu xuất. Nội diện của trời đâu xuất. Đâu xuất là tiếng Phạn. Dịch thành ý nghĩa trung văn là tri túc. Các vị cần phải hiểu rõ cái ý này. Tri túc thì thành Phật không tri túc thì không thể thành phật trời đâu xuất gọi là trời tri túc tri túc thì thường lạc cho nên người trời đâu xuất rất là an vui tri túc thì thường lạc thân tâm đều vui ở trong cảnh giới này mà sinh sống ai chịu lìa bỏ hoàn cảnh đời sống quá tốt thế nhưng vì để phải đi giáo hóa chúng sanh khổ nạn hoàn cảnh đời sống của chính mình có tốt hơn cũng phải xả bỏ đó mới là đại từ đại bi chỉ biết lợi ích tất cả chúng sanh không bằng lòng để an thân hưởng lạc biểu thị cái ý này cho nên tóm lại mà nói Ngài dạy chúng ta xả đắc Đã đạt được hoàn cảnh đời sống thù thắng như vậy Ngài có thể xả Đem những gì chính họ đạt được Có thể xả bỏ hết Đó chính là cái ý chính Trong lễ ký của nhà Nho Đã nói an an nhi năng thiên cũng là cái ý này hai chữ an này chính là đời sống của bạn thân an tâm cũng an chân thật hai chữ an này rất có cái ý như đầu xúc thế nhưng vì phúc lợi xã hội đại chúng mọi người cần đến bạn bạn cần phải bước ra vì xã hội đại chúng phục vụ thông thường chúng ta nói hy sinh phụng hiến đó là đúng ở trong lịch sử trung quốc các vị nên biết thời đại tam quốc tiên sinh khổng minh và các lượng và lúc đó là loạn thế Có mấy người bạn tốt của ông Đều là ẩn cư nơi núi sâu Cả đời không xuất hiện Dũng dĩ ông cũng ẩn cư Nơi lũng trung Bị người phát hiện Lưu bị ba lần đến tròi tranh ông đành phải xả bỏ đời sống an ổn của chính mình bước ra vì xã hội vì quốc gia phục vụ cúc cung tần tụy tự nhi hậu kỷ tám chữ này ông đã làm được phật gì tất cả chúng sanh khổ nạn an vui ở cung trời Yên vui của cung trời đâu sức Là tầng trời thứ 28 Bất cứ tầng trời nào Cũng đều không thể so sánh Đó là nơi Thánh hiền cư ngụ Người có thể xả bỏ Chúng ta Phải hiểu được cái ý này Đó chính là dạy cho chúng ta Không luận hoàn cảnh đời sống của chính mình Thư thích thế nào an ổn đến thế nào nếu là vì chúng sanh vì xã hội vì quốc gia nhất định phải có thể hy sinh phụng hiến đem an lạc của chính mình xả bỏ vậy chúng ta cái điểm này thứ hai là thác thai thông thường người thế tục chúng ta gọi là đầu thai xuất sanh Giáng dân cung Thích ca mâu ni Phật Đó là nói Chư Phật Bồ Tát Đến cái thế gian này Là thừa nguyện tái lai Các ngài không phải do nghiệp Mà tái sanh Phạm phu chúng ta là do nghiệp tái sanh Nghiệp báo mà đến thì không có chọn lựa Chính mình không làm chủ được tùy nghiệp lưu chuyển. Đời sống của chúng ta sẽ rất là đau khổ. Bồ tát thừa nguyện tái lai, họ là do nguyện lực mà đến. Họ muốn đi đến một nhà nào để đầu thai, chính mình có thể chọn lựa. Đó chính là thừa nguyện tái lai. Vì sao phải chọn ở trong nhà đế dương vì để thuận tiện giáo hóa chúng sanh bạn xem người thế gian cầu danh vọng lợi dưỡng quốc dư danh lợi đều đầy đủ các người yêu cầu ta ta thấy đều có các người xem ta đều buông bỏ ta đều xả bỏ biểu diễn thật hay để cho người xem nếu như ngài sanh ra trong nhà nghèo cùng nếu ngài đến nói việc này người ta sẽ hoài nghi ông vẫn không phải là muốn làm quốc dương mà làm không được ông mới làm tôn giáo muốn làm lãnh đạo tôn giáo thống trị mọi người ông vẫn không phải là vì danh gì lợi hay sao sẽ làm cho mọi người hoài nghi cho nên nhất định chọn lựa nhà của đế dương cẩn dịch vòng tây cư sĩ địa chỉ email vòng tây cư sĩ a cầu gmail com người đọc phật tử thiện quang phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện chân thành tâm cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức đệ, trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề hết bộ báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật